mua được cái ghế mà không biết dùng thế nào gì. Này chả thấy thoải mái gì. À, chào mọi người nhé, lại là em đây. Thì hôm trước nghỉ lễ lên Hà Nội chơi, đi chơi các cửa hàng để có chọn được cái món này. Đấy, có đặt thì hôm nay người ta mới ship về. Đấy, tiện bóc cái video sản phẩm này thì cũng quay cho các bác xem. Thì cái này mình mua ở iMart này. Đấy, họ đóng hộp gửi thế này. Quay video lại sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này tên của nó là ghế chỉnh dáng ngồi đúng của Nam. Đấy, cái sản phẩm này thì ở đây mình thấy giá là đang là cao nhất cả cái nước Việt Nam này rồi. Cũng có một số bên khác người ta bán sản phẩm từ Trung Quốc sang, hàng của Trung Quốc thì cũng giống giống như này, giá rẻ là một nửa. Thì mình chưa mua nên mình chưa thể so sánh được. Nếu các bác nào mà cần thiết thì trong tương lai em sẽ mua thêm một cái sản phẩm ghế như thế này của Trung Quốc, em ngồi thử và chia sẻ cảm nhận cho các bác nhé. Các bác cần thì cứ comment bên dưới. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc cái sản phẩm nhé. Đây, cái bên iMart này họ nhập hàng, chắc là nhập ở bên họ, theo như mình họ giới thiệu thì ngày họ cũng nhập khẩu thôi, nhưng mà họ đóng lại cái hộp này, cảm ơn shipper cái thứ gì, nhìn thấy có vẻ có tâm chuyên nghiệp rồi đúng không? À, đây bên trong hộp của sản phẩm đây. Cái sản phẩm này thì mình cũng xem video của mấy các cái bạn là reviewer trước, người ta mua rồi thì nó cũng khá là cứng cáp ấy. Nhưng mà theo mình thấy ấy, để mà chỉnh chu hơn ấy, để ví dụ như người gửi đi xa hơn thì cửa hàng nên nhét những cái xốp vào đây để nó giữ cho cái ghế này nó được tốt nhất có thể trong tay khách hàng. Đây là cái ghế. Xem cái tag này là cái gì nhá. Đấy, của Hàn Quốc, đây hàng của Hàn Quốc nhá, Roy Chen. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu. Đó, đây là cái ghế, cầm rất là nhẹ. Cầm rất là nhẹ. Nhưng mà lại chịu được lực rất là lớn. Ok. Thì đây là sản phẩm mình mới bóc hộp thôi. Cái này thì khá hay, có thể đặt xuống đây ngồi được. Này. Ok, ngồi thử trải nghiệm này. Thì đất xem này. Để ngồi khi mình uống trà này, ăn cơm này. Ổn. Chung là mình nó không thể lật đằng sau được như này. Vì cái trọng lượng của mình nó đè cái đế này. Ổn. Làm thử lên ghế thôi. Đây là cái chỗ bàn làm việc của mình, bàn máy tính của mình. Thì đấy, mình vẫn đang dùng cái ghế khế nhựa đẹp. Mình mua thêm cái này để đây không ngồi. Mới đầu ngồi thì cũng cảm giác là khá là ok đấy. Không đến mức là thoải mái lắm đâu, nhưng mà ít nhất là nó sướng hơn là mình ngồi ghế nhựa này không. Cảm giác nó có cái gì nó đè vào cái phần xương chỗ này của mình. Đấy, nó giữ cho cái dáng ngồi của mình nó cố định như thế này. Đấy. Bình thường nếu mà tôi ngồi cái ghế nhựa này không thì nó rất là nhanh là mỏng. Lúc tôi ngồi như này để cho nó đỡ mỏi lưng ấy. Lúc thì thường tôi sẽ ngồi như này. Đấy, cái lưng của tôi nó tựa này. Đấy. Toàn bộ cái phần lưng phần hông của tôi nó tạo thành cái đường cong như xe này. Ngồi một lúc là mỏi. Mà mình ngồi làm việc thì ngồi thường cả ngày mà. Đấy, một lúc mỏi thôi ngồi này. Đấy. Cho nó cong lại cái lưng này để cho nó đỡ mỏi. Ngồi này được một lúc lại chán. Xem phim xong lại ngồi này. Đấy. Nói chung là ngồi các kiểu tư thế luôn. Đó, thế này. Đấy, chỉ có lúc nào chơi game là tập trung thôi. Tập trung nhất là ngồi này, là lúc đấy là chơi xong mấy ván game đau hết lưng. Thế nên tôi mới lên mạng để tìm hiểu và mua cái loại này. Đấy, các bác review là khá là chuẩn. Đấy.
trải nghiệm một thời gian xem nào, thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bác. Tiện đây cũng có một chút chia sẻ với anh em về cái loại này, thì cái cảm nhận là sau khi ngồi một tiếng của mình ở trên cái ghế này thì thấy nó rất là ổn, có vẻ lưng của mình nó sẽ được đỡ thẳng hơn. Ngồi nó sẽ bị lúc mới đầu ngồi chưa quen thì cảm giác nó hơi khó chịu ở lưng một chút, nhưng mà ngồi một lúc lâu thì thấy nó sẽ cố định cái dáng ngồi của mình hơn, mình sẽ ngồi làm việc được lâu hơn. Nhưng mà có một điều mình không thích ở cái ghế này, mình có thể nhận thấy được ngay, đó là khi mình đang ngồi trong cái phòng làm việc của mình có quạt, có điều hòa rất là mát, nhưng mà hai cái đệm mút này, một cái đệm là dưới mông này, một cái đệm nó tì vào lưng mình, nó rất là nóng, cảm giác rất là bí, cảm giác rõ cái sự nóng ở hai cái phần lưng với phần mông của mình. Đây, cái phần mút này mình hy vọng là nếu mà trong tương lai cái hãng này nó cải tiến như thế này thì mình rất muốn hãng sẽ cải tiến lại cái lớp mút này cho nó thoáng khí hơn nữa, có thể thêm vài cái lỗ ở đây để thoáng khí, hoặc là thay đổi chất liệu hoặc là gì đấy để cho ngồi cảm giác nó thoải mái hơn. Chứ còn hiện tại mình ngồi dưới phòng điều hòa nhé, rất mát, nhưng mà ngồi một lúc lâu là mình bị đổ mồ hôi ở lưng và mông. Nhiều người review ấy, người ta so sánh cái này với cái ghế gọi là công thái học, người ta bảo đây là một ghế công thái học loại rẻ tiền. Nếu mà nói cái này là cái ghế công thái học thì nó không đúng lắm, chuẩn ra thì nó đúng như kiểu là trên bao bì này là ghế chỉnh dáng ngồi, tức là cái này nó chỉ giúp cho mình ngồi đúng tư thế, về lâu về dài nó sẽ tốt cho cơ thể mình, tốt cho cái cột sống của mình, nó không bị cong vẹo cột sống này, không bị thoái hóa đốt sống cột sống, bởi vì mình luôn ngồi làm việc trong tư thế đúng lâu dài mà. Còn nếu mà so sánh cái này với cái ghế công thái học thì mình vẫn cảm thấy cái ghế công thái học nó hơn, bởi vì mình đã đi ngồi thử các cái ghế công thái học ở trong các cái showroom ấy, thì mình thấy nó hơn, bởi vì cái ghế công thái học nó vừa chỉnh được cái dáng ôm theo từng người, ví dụ người thì cao này, người thì thấp này, người thì béo, người thì gầy, cái ghế công thái học nó chỉnh được cái phần đệm lưng này lên xuống này, phần thậm chí phần nó có thêm cái phần đệm cổ gáy đấy, mình cũng có thể chỉnh được cái tay có thể nâng lên hạ xuống, chân ghế có thể nhấc lên nhấc xuống ấy, nó toàn diện hơn. Đương nhiên rồi, tiền nào của đấy không? Cái này giá của nó rẻ bằng 1/10 của một cái ghế công thái học mà tiêu chuẩn, thì đương nhiên là nó chỉ bình thường thôi, nó chỉ giúp mình là một cái phần 1/10 của cái ghế công thái học thôi, nên các bạn đừng so sánh cái này với ghế công thái học, so sánh thế nó hơi bị khập khiễng. Các cụ bảo rồi, tiền nào của đấy, mình nghèo rồi, mình có tiền trải nghiệm cái ghế công thái học hị, mua tặng cái này về mình thử đã. Vậy cái này nó cũng tiện và nhẹ nhàng, mang đi mang lại được, mình có thể ngồi ghế này, sau này mình đổi sang một cái ghế dưới nhà ăn cơm mang cũng ngồi được, hoặc là như anh em làm tin nghiệp dư, anh đi xe máy anh cũng để lên anh ngồi rất thoải mái. Mình thấy rất là thú vị cái sản phẩm này, giá tiền nó hợp lý, quan trọng là giá tiền nó rẻ, mình mua được. Còn cái ghế công tay học mình mấy triệu tiền để sau ha. Ok, bạn nào mà muốn quan tâm đến sản phẩm này thì mình để link ở bên dưới nhé. Còn bạn nào mà muốn mình so sánh cái loại Hàn Quốc này với lại những cái ghế mà Trung Quốc người ta bán trên Shopee thì cũng comment bên dưới để mình đặt một sản phẩm để mình so sánh. Còn cái này mình mới vừa về, chưa có cái gì để chia sẻ nhiều về cái ghế này cả. Cảm giác ban đầu ngồi nó cũng chỉ như mình vừa nói thôi. Còn chắc là sau 1 tháng, 2 tháng hoặc là 1 năm đi, mình sẽ làm lại một cái video khác để chia sẻ chi tiết hơn cảm nhận khi dùng cái này nhé. Hy vọng là nó sẽ tốt, hy vọng là nó xứng đáng với cái giá tiền bỏ ra.